Xin chào mọi người, hôm qua thì Huy cũng đã đi chợ Phước Lộc Thọ, đưa gia đình đi Phước Lộc Thọ để đặt dưa hấu cũng như là mua hoa, trái cây để chuẩn bị về đưa bàn thờ cũng như là mang qua chùa cho Phương Dung đó mọi người. Bây giờ là Huy sẽ mời mọi người đi một vòng chợ Phước Lộc Thọ ở California nha, để mọi người xem là ở đây họ cũng có chợ Tết, hình như là Tết họ mở vào từ ngày 20 âm lịch cho đến ngày 30 âm lịch, có 10 ngày đó mọi người, và tối hôm nay là họ đã dẹp rồi. Hello mọi người, bây giờ cũng đã tới 30 Tết rồi, thì ở nhà cũng dọn dẹp xong rồi, bây giờ mình lại qua chùa để trang trí lại trái cây với lại hoa cho Phi Nhung thử để đón chợ Phi Nhung đón Tết năm 2022 xa gia đình. Hello. Đây, thì mình mở điện lên chút xíu nha mọi người. Ủa làm hoa mới rồi. Chắc tôi xin hai cái bình để bỏ hai cái chậu kia vô. Để mình ra đi. Còn rất là nhiều đồ hoa sen nha mọi người. Chị mọi người, đây là chiếc xe của Win mới mua từ 4 tháng rồi. Sắp dùng cái này được không? Xỉn luôn. Đây là nụ tầm xuân. Xin chào mọi người, hôm nay là Huy mang trái cây để qua sắp lại bàn thờ với lại hoa nữa. Cho nên là bây giờ mọi người sẽ coi Huy sắp xếp lại trái cây để cho Nhung đón 30 Tết giao thừa ngày mai nha. Hello mọi người, lại là Huy đây, và bây giờ là Huy sẽ giới thiệu thêm cho mọi người về hôm nay Huy sẽ trưng bày những cái gì trên bàn thờ. Huy phải lấy trái cây cũ trên bàn thờ xuống, xong về đem về nhà để mình ăn. Tại ở chùa họ không ăn, tham mấy quý thầy không có ăn trái cây đơm trên bàn thờ, cho nên là mình sẽ đơm cho mình mang về để mình ăn trong gia đình. Thì Huy là người chịu trách nhiệm đơm trái cây vào khi mà trái cây bị héo, hay là mình có ngày lễ nào đó, thì là hoặc là 2 tuần mình sẽ thay trái cây một lần, cũng như là thay hoa trên bàn thờ cho Nhung. Thì hoa ở thì nhà cũng vậy, Huy cũng là người mua trái cây để đơm trên bàn thờ. Hoa cúc nè, hoa thì hôm nay Huy có mua thêm, Huy có thêm mua thêm một loại hoa nữa để trưng bày cho Nhung. Hoa nữa để trái cây thì năm nay Huy có đi ra chợ Phước Lộc Thọ, như giống như hồi nãy mọi người đã thấy Huy đã quay cái chợ Phước Lộc Thọ đó, thì là Huy mua 2 trái dưa hấu để hay khắc tên Tịnh Bình và chúc mừng năm mới. Thì tí nữa Huy sẽ quay cận cho mọi người xem. Huy có mua khóm nè, xoài nè và cam nè để trưng bày lên thêm cho nó có nhiều màu sắc đó mọi người. Đó, mọi người có thấy cam không? Huy sẽ trưng bày thành 4 mâm trái cây khác nhau cho để cho nó trên bàn thờ nó sẽ nhiều, và cũng có nhiều khán giả mang trái cây lên đến để cho Nhung để và thắp nhang cho Nhung. Ngoài có bánh tét của chùa ra thì còn có nhiều loại mâm trái cây khác nhau để cho Nhung được vui. Hãy
Đến đây thì mình cũng làm nó cũng gần hoàn tất rồi, chuẩn bị là sắp xong rồi, thì có một cô đến thắp nhang cho Nhung, cho nên tụi mình cũng phải né ra để cho cô đến thắp nhang. Và rất là nhiều khán giả đến thắp nhang mọi người, có người lớn, người trẻ, người già cũng đến, và hầu như ngày nào, giờ nào cũng có người đến thắp nhang cho Nhung hết đó mọi người. Cho nên là Nhung ở bên này cũng rất vui vẻ, cho nên mọi người an tâm nhé. Thì Huy lại tiếp tục làm đây. Tiếp theo là Huy vừa hoàn thành đâm trái cây xong, thì Huy lại làm hai bình hoa. Đây là hoa nụ tầm xuân mọi người, để cắm lên bàn thờ cho Nhung cho nó đẹp. Mọi người thấy Huy đã hoàn tất cái phần cắm hoa xong rồi đó. Rồi bây giờ sẽ quay cho một vòng cho mọi người xem nhé. Chuẩn bị quay thì có gia đình của cô Tư ở từ Las Vegas đến xuống thăm đó mọi người. Cô Tư là cô ruột của Huy đó, là gia đình của bên phía ba của Huy. Thì đến thắp cho Nhung nén nhang, mọi người cùng xem nha. Sau đó là Huy sẽ quay bàn thờ cho mọi người cùng xem. Hôm nay Huy đón gia đình của cô Tư từ Las Vegas xuống đây để đến đi chợ Tết cũng như là thăm Phi Nhung, nên là đưa cô Tư tới đây thăm Phi Nhung luôn. Đây là cô Tư của Huy nè, đó cô Tư chị của ba, đây là chị hai. Được không? Thank you.
thiên nhiên ở trong bên này. Good.